thì à, đây là cái file ISO góc của version 7 nha thì anh em vào đây có nó có cái ultra ISO bọc tắt này đó, thì bây giờ anh em uh, ultra ISO bọc tắt lên đó, thì có cái file version 7 ISO này đó, thì bây giờ anh em mở ra nha open này chọn tới cái file ISO này nó file ISO góc của version 7 này nó anh em mở ra thì anh em khéo kéo thả cái file key user một vào nha đó, xong anh em nhấp lưu rồi anh em đợi tí là cái file iso gốc này nó được lưu và nó có key ở trong này nha rồi đó bây giờ nó có cái file này rồi thì uh, mới tạo bút và winpe nó hoạt động nha anh em đó, thì ở đây nó sẽ sinh ra một cái file backup này anh em có thể xóa đi cũng được tắt đi à, tắt đi mở lại thì ở trong cái file này ISO này nó đã có cái file kyc công một rồi Đó, thì anh em lúc đó thì anh em mới tạo bút nha đó, rồi bây giờ anh em tạo bút thôi bây giờ mình sẽ tạo bút lên cái một cái bóc ổ cứng trước đây ha ừ, tạo bút lên một cái bóc ổ cứng trước test cho anh em luôn nè Đó, bây giờ gắn gắn bóp lại vào rồi tắt đi nha rồi ở đây thì ở đây có mấy cái tool tùy chọn này thì anh em có thể chọn những cái tool mà anh em muốn tạo bút đó bây giờ mình tạo cho cái bóc của mình nó hai phân vùng nha Đấy, hoặc là một phân vùng trước đi đó một phân vùng đó, ở đây nó hiện ra cái bốc của mình là bốc 120 trăm hai ssk nè đó thì anh em chọn số 1 nha đó, anh em lưu ý là phải kiểm tra ổ cứng của mình ừ. có đúng là cái ổ cứng mình cần tạo hay không đó anh em vô đây For dismanagement này nó kiểm tra đây là cái ổ win của mình này đó à, cái đây ổ bóc ổ cứng của mình Đó được chưa? ổ cái này bây giờ mình à, xóa trắng đi luôn được. Đó, bây giờ mình xóa trắng nha. Đó, bây giờ mình xóa trắng thì nó chỉ có một ổ win của mình thôi. Rồi bây giờ mình vào lại tool. đó, USB box một partition boot có nghĩa là cái USB và cái bóc ổ cứng của mình đó, nó chỉ có một phong vùng boot thôi còn anh em muốn tạo hai phong vùng boot thì chọn vô cái file là usb box hai phong hai partition boot nó chọn số 1 nha anh em Đó, enter thì nó sẽ hỏi là bạn muốn tạo boot không à, nếu mà tạo lại nó format toàn bộ cứng nha à, còn không thì ấn nâu no. À, bây giờ mình nhận y này thì nó sẽ tự tự động tạo boot nha nó anh em đợi tí <laughs> tốc độ tạo bút thì uh, tùy theo cái USB tốc độ của USB của bạn với lại cái bóc bột cứng bóc bột cứng thì nhanh hơn uh, USB thì tốc độ nó có hai ba chục m thôi còn dưới uh, tốc độ của bóc bột cứng thì nó sẽ lên 100 trăm m hai một đến 150 trăm năm mươi m nha uh, anh em thấy không 180 trăm tám m trên dây nè anh em bật tắt Malaga lên mà theo dõi nó nha uh, nó, thì nó báo là tạo xong rồi thì ấn phí bất kỳ để, để để tắt để thoát ok đó, rồi thì uh, vô Disk viên kiểm tra thì um, <laughs> cái ổ bóc ổ cứng của mình nó chỉ có một phân vùng bút và phân vùng này là 128 trăm luôn nha đó, thì anh em có thể vô đây kiểm tra lại nha thích thì mình vô đây mình kiểm tra còn không thích thì mình vô manager, disk manager mình để mình kiểm tra ở đây nè anh em thấy không? đó ok chưa đó. không thì anh em vô đây kiểm tra nó tùy anh em nha nó vô đây kiểm tra đó rồi ở đây rồi bây giờ nó tạo bút rồi mình thì mình test bút thì anh em không muốn reset lại máy á <laughs> thì anh em vô đây chọn que mu bút Tester để anh em test cái bóc này nó đây là chọn thiết bị này chọn cái bóc này nha nó test nó thì bút của mình cái bóp của mình tạo bút nó đã nhận bút nha đó thì bây giờ anh em biết là nó đã nhận bút rồi thì anh em reset máy để test bút thôi control a để thoát rồi ok để tắt hết nha đi test bút nha reset máy này máy mình của máy máy mình là máy i nha ấn F 8 liên tục này để cho menu nó nó hiện ra để mình chọn chọn usb boot còn anh em nào mà muốn usb cái, với cái bóc của mình mà nó nó bút đầu tiên thì vô bios chỉnh nha vô bios chỉnh cho cái cái usb nó lên đầu tiên là máy mà khởi động thì nó sẽ bút vào usb luôn ở đây mình bút usb này bút thử usb rồi tí nữa mình lại test Legacy đó. Rồi tí nữa mình lại test uh, Legacy sau. Ok, máy khởi động lên rồi nha anh em. Đó. Có bạn luôn nè. Ok bây giờ anh em vô USB của mình kiểm tra này Đó Thì ở đây nó sẽ có cái file KUSER01 nha Thì WinME mới hoạt động nha anh em Nó bây giờ giả dụ như là ờ, Anh em xóa Xóa cái file này đi Hoặc là đổi tên đi nha Đó, Bây giờ mình thôi mình cút nó qua một cái thư mục khác đi Bỏ ở đây đi Thì coi như là cái file KUSER01 này không có trong USB nha Đó, Thì bây giờ mình reset lại mình boot nha Nó nãy mình bút web rồi thì bây giờ bút legacy nha Đây <laughs> Đây là chuẩn legacy nha anh em. Đó, thì Winbase nó sẽ báo là không có file cây user 01 nha. Rồi, đó. thì anh em phải SK giúp mình nha. Ok giờ yeah, reset lại máy này